Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khô giới thiệu đến anh em những con âm ly Nhật xuất Mỹ bình dân để phục vụ thêm cho nhiều anh em chơi như theo yêu cầu. Thì hiện tại thì Khôi về khoảng 100 con nữa nè, nhưng mà do là cái phòng nó chặt nên Khôi chỉ có lên một lít khoảng mười mấy con thôi, và hết cái lít này thì Khôi sẽ tiếp tục lên những cái lít mới em nhé. Rồi thì trong này nó sẽ đến nhiều thương hiệu nè, từ Rotel này, Harman Kardon này, Fisher này, Kenwood này, Sansui này, rồi Lutman này, Marang này, Lafayette, Bione, Akai, em thấy không? Có nghĩa là lúc nào á Khôi lên sóng mỗi hãng thì lấy một sản phẩm để cho nó đa dạng, anh em có cái sự lựa chọn nhá. Và mỗi con thì nó đều mang một cái hình thức và một dáng vẻ hoàn toàn là khác nhau. Đó, thì anh em đang hợp với túi tiền, hợp với tai nghe, hợp với cái món hàng nhà mình thì anh em lựa chọn. Chưa rõ thì alo cho Khôi nói rõ hơn, anh em sẽ lựa chọn nó tốt hơn. Rồi anh em, thì bây giờ Khôi sẽ đưa một vòng để nào cùng xem qua ha. Nhiều mẫu là cực kỳ vừa cập bến thôi nè nha, chưa đăng lần nào. Như Sansui A nè, rồi qua bên này là Kenwood nè, Fisher, Harman Kardon, Rotel. Rồi bên này cũng là một con âm ly đọc KLH nè. Rồi dưới này là Lutman, Marang, Lafayette nè, Akai. Rồi Bione, toàn là model đọc không anh em. Thương hiệu quen thuộc nhưng mà là model độc. Đây Khôi sẽ đưa máy anh em xem từng món ha. Thì con đầu tiên em là con Sansui A. Con này thì nó rất là nổi tiếng ở con này là đời lớn anh em. Nó có Sansui 6 rồi đến 7 rồi mới tới A nè, A ha. Thì con này công suất lớn đến 3 cặp loa. Và đặc biệt là cái con này chỉnh được cái dải trên. Dải bass này, ba dải trên mid chép này nè. Rất là tuyệt vời ha, nó rất là lớn luôn, công suất lớn nè, thì nó sẽ đánh được tốt rất là nhiều loa, HBM S180A đánh tốt anh em nhé. Rồi cái con này thì có cái mức giá là hơn 15 triệu một chút xíu, anh em tham khảo để lựa chọn nha, vì con này Khôi chưa lên sóng. Rồi con thứ hai con Kenwood đây nè, TK14M, con này đẹp thần sầu luôn, đẹp xuất sắc, dính tuyệt đối nguyên bản nha, rất là tuyệt vời. Con này anh em có thể tham khảo về đến R2 nè. Con này thì có cái mức giá hơn 10 triệu một chút nha, hơn 10 triệu một chút. Chưa vệ sinh nữa nè, mà đẹp khủng khiếp luôn ha. Đó. Cái mặt này là mặt giả gỗ này, trong đây là cái mặt giả da này. À, nói chung là đẹp. Rồi tiếp theo anh em một con Fisher chim én 190B nè ha. Con này đúng ra cũng bán rồi nhưng mà khách cọc xong rồi khi mà tới nhà thì quyết định đổi con khác lớn hơn khi mà nghe được chất âm vì có tiền. Rồi con này thì Khôi giảm giá xuống cho anh em còn 6 triệu nha, 6 triệu. Rồi tiếp theo anh em, Harman Kardon 330B. Thì con này là dòng xuất âm tụ, sò than nhưng mà xuất âm tụ, chất âm thần thánh này. Và đặc biệt là cái đời này á, là chỉnh bát chép 2 tầng, anh em để ý trên thị trường nha. Có đời nó Taiwan á, nó chỉ có chỉnh bát chép 1 tầng thôi. Còn mà đồ Nhật á, thì chỉnh 2 tầng. Rồi con này thì có cái mức giá cũng rẻ so với chất âm anh em nha. 5.500.000 giá thanh lý, để lâu thanh lý. Rồi Rotel nè, Rotel RX154A cũng là dòng xuất âm tụ luôn nhưng mà nó tới 8 sò than, rất là tuyệt vời nè. Con này thì Khôi mới vừa lên video hai ngày trước, công suất 140W ha, hoàn toàn đến tốt các dòng loa cổ Bionic 7788 luôn. Rồi cái con này thì giá tốt luôn nè, 9 triệu ha, size lớn anh em nha. Anh em nhìn con này, vì con này em biết size lớn rồi, size 44, rất là trưng bày đẹp, vỏ gỗ zin. Rồi anh em con KLH ha, model là 51, cái thương hiệu là anh em, nhưng mà thật sự là nó rất là hay, đến AR2 hoặc đến KLH5 đồ rất là đỉnh luôn. Khôi đánh thử rồi, trên video có nè, rất là tuyệt vời, chưa vệ sinh luôn anh em ha. Thì cái con này vỏ gỗ zin luôn, chưa túc tát luôn. Con này thì hôm nay có giảm giá cho anh em là còn 9.500.000. Rồi đồng hồ, có đồng hồ VU nè. Rồi tiếp theo anh em,
là một con Lutman này hoàn toàn mới luôn ha. Bản là bản Ultimate này, Ultimate 2 Ultimate này. À, con này là model 606. Ai cũng biết rồi, nó có cái vỏ gỗ rất là đẹp này. À, rất là đẹp luôn. Và con này chất âm rất là hay, cũng ít khi xuất hiện nên nè. Con này có giá 9 triệu rưỡi. À. Rồi tiếp theo là một con Ollie huyền thoại này, huyền thoại. À, con này thì nổi tiếng rồi, Marantz 1250 phiên bản Gold này, phiên bản Gold. Con này thì chắc chắn rồi, có vỏ gỗ zin, vỏ gỗ piano này nè, sơn mài á, nó sẽ có cái giá cao hơn những cái con mà không có vỏ gỗ hoặc là vỏ đóng này nha. Lưu ý như vậy. Cái vỏ này á, ở ngoài em bán là hơn 2 triệu, 2 triệu rưỡi một cái rồi. Lưu ý để mình biết được giá, nhiều anh em cũng đang so sánh. Rồi cái con này có cái mức giá là 24 triệu 500. Để anh em tham khảo ha. Rồi tiếp theo là con Lafayette LR2500. Đây là đời lớn, số lớn đó nè. Đến AR2, đến biên 7788 rất là hay. Đến biên cả E900 luôn. Khôi đã đánh rồi. Trên YouTube của Khôi có ha. Rồi và mức giá 8 triệu 500 ngàn. Giá rẻ, giá hời luôn. So với chất âm anh em, số âm tù cũng rất lớn anh em nhé. Rồi tiếp theo anh em là Akai. Thì tuần trước Khôi list 3 con, 4 con thì Khôi đã bán con 1050 rồi, còn 1040 này. Công suất 350W ha, 350W. Sò sắt Toshiba chữ đỏ, rất là tuyệt vời. Con này thì có cái giá là 13 triệu 500, Khôi báo rồi. Tiếp theo anh em, cùng một con Akai nhưng mà Akai đời lớn nhất của cái dòng này, AA1200. Công suất 520W, 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ hai nguồn. Hai nguồn 8 tụ, 4 tụ nha. Thì cái con này có cái giá cao vì nó nặng và to, mình sưu tầm. Đó, nó sâu và to lắm đó này nha. Size cũng lớn nữa, size 50, size 48 có vỏ 50. Thì cái con này có giá hiện tại là hơn 20 triệu. Rồi tiếp theo anh em là một cái con Pioneer rất là độc luôn, hàng xuất Mỹ, SX7730. Con này thì cũng là size lớn, size 52. Và nó là chạy sò sắt, sò sắt cái này. Nó tương đương với Pioneer 850 á nha. Giá tốt. Giá con này 14 triệu 500. Rồi tiếp theo là một con Pioneer luôn rồi nè. Model của nó là SX3900. Con này là đời lớn đó nè, lớn nhất của cái dòng này rồi. 4 số. Đời này thì nó tương đương với 1080. 1080. Công suất lớn, chạy nguồn tròn nhé. Anh em tham khảo. Con này có mức giá là 18 triệu. Đó, ok. Thì Khôi đã báo cho anh em là 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 con. Nếu mà anh em nào mà thiện chí mà mua hai con á, thì Khôi bớt ship thêm ha. Hoặc là bao ship. Còn mức giá Khôi báo rồi thì Khôi không bao ship nha. Đó. Mua hai con thì Khôi bao ship. Hoặc là Khôi sẽ ship xuống để anh em chơi. Ở Sài Gòn thì mình sẽ cho người giao tận nhà. Toàn bộ con những con này là Khôi đã test hết rồi. Và bao zin hoàn toàn cho anh em luôn. Nha, bao zin tuyệt đối luôn. Đó. Bao zin tuyệt đối cho anh em, khẳng định với anh em là như vậy. Nếu mà nói sai hoàn tiền cho anh em luôn nhé, nói sai hoàn tiền, khẳng định với anh em 100%. Máy móc là chưa đụng chạm, chưa đụng chạm, chưa đụng mỏ hàn vào, chưa đụng trục vít vào. Đó, mình bán là mình khẳng định như vậy. Thì trên Zalo hoặc là trên YouTube cũng đã có quay, anh em có thể vào đăng ký kênh để vào xem nhiều video, hoặc cần xem hình ảnh thì alo cho Khôi, add Zalo thì Khôi sẽ gửi ảnh nhé. Về phối ghép anh em thì đây là các dòng âm ly cổ nên hoàn toàn là đánh được các loa cổ này nha. Anh em nào mà chưa chơi thì alo, ví dụ như 1250 thì nó đối tác của JBL 100 Century, mình sẽ dựa vào nó để mình đánh những loa khác. Hoặc là Bionai 7730 và 3900 cũng vậy anh em, nó sẽ đánh những cái loa lớn thiên về công suất để khai thác được chất âm, kể cả Akai cũng vậy, toàn bộ là những con lớn. Anh em đánh thử JBL 100 Century rất là hay. Nó lạ nhưng mà chất âm thực sự là hay, tại vì đó, Akai là nó hàng xuất cho Mỹ nha. Rồi bên cạnh đó thì có Lafayette, Lafayette đây nè, LR2500 cũng như là Kenwood TK14X là những đối tác để đánh với AR2, hoặc là Sansui A thì đánh lâu nào cũng được, nó có công suất rất là khỏe luôn. Đó, Lutman thì đánh được JBL hoặc là các loa Mỹ cổ. Đó, thì anh em quan tâm con nào thì alo trực tiếp hoặc là vào YouTube ha, mình sẽ xem và nghe thử chất âm. Rồi, Khôi xin cảm ơn anh em lần nữa và hôm nay Khôi xin phép kết thúc ở đây.
Đó, và thân ái chào tất cả anh em. Nhớ đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những cái mặt hàng mới nhất mà Khôi sẽ đăng tải ngay. Khôi xin chào và hẹn gặp lại.